À, hôm nay là ngày 9 tháng Giêng năm 1994. Chúng ta tại Sông Hà và chúng ta học tiếp về Bát Chánh Đạo. Nhờ học lại Bát Chánh Đạo cho nó quen, nên nó là chánh kiến. Giữa này là chánh nhìn, như là chánh nghiệp đó. Còn bên này là chánh ngữ, bên này là chánh niệm. Còn đây là tư duy. Đây là định, đây là tinh tấn hả? Bên này là gì? Đó nó biết là nghiệp của nó đó thầy. Chỗ này nó mạng. À. Chỗ đó là nghiệp. Chúng ta đang nói về kinh quan niệm hơi thở. Và bốn cái lĩnh vực quan niệm, tức là thân thọ tâm pháp. Trong cái lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực quán chiếu những cảm thọ của chúng ta. Thì khi mà có những cảm thọ bình thường thôi, cường độ nó không có lớn bao nhiêu, thì chúng ta phải quán chiếu. Và khi cái cảm thọ đó nó có cường độ rất mạnh, thì chúng ta phải biết cách quán chiếu. Còn nếu mà không có quán chiếu những cảm thọ khi mà cái cường độ của nó bình thường, thì đến khi mà cái cảm thọ có cường độ mạnh đó, thì chúng ta có thể là không có đủ sức quán chiếu, chúng ta có thể bị tràn ngập, chúng ta có thể bị áp đảo, chúng ta có thể bị tê liệt bởi một cái cảm thọ mạnh. Cho nên phải thực tập quán chiếu những cảm thọ khi mà cường độ của nó chưa mạnh. Để khi mà chúng ta có một cái cảm thọ có cường độ mạnh thì chúng ta biết cách. Khi mà chúng ta có một cái cảm thọ có cường độ mạnh đó, thì chúng ta phải biết sử dụng hơi thở, phải biết sử dụng cái tư thế của thân thể, phải biết sử dụng phương pháp thiền hành, và nhất là phải biết sử dụng tăng thân. Và tăng thân xung quanh là đó, và cái lúc đó chúng ta như là người chết đuối, chúng ta phải cần tới tăng thân như là một chiếc bè nó cứu mạng cho chúng ta. Nhưng mà tăng thân không phải tự nhiên nó có, tăng thân là phải do chúng ta xây dựng ra. Chúng ta xây dựng từng chút một, giống như người ta bòn vàng, từng hột một. Tăng thân như vậy trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải đầu tư nơi cái tăng thân của chúng ta. Mỗi cái lời nói, mỗi cái hành động, mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười, tất cả đều phải được sử dụng để xây dựng cái tăng thân. Xây dựng tăng thân tức là xây dựng cho chính mình. Và người nào cũng có những lúc khó khăn. Và vì vậy cho nên tăng thân là một cái mạng lưới. Và nó cứu chúng ta khỏi chết đuối trong những cái lúc mà khó khăn nhất. Vì vậy cho nên con về nương tựa tăng đó là một cái pháp thực tập rất quan trọng. Mình không cần tăng thân của mình là một thánh tăng. Mình chỉ cần tăng thân của mình là một phàm tăng là đủ rồi. Tại vì tuy là phàm tăng, nhưng mà trong đó có sự thực tập chánh niệm. Mà có sự thực tập chánh niệm, thực tập chánh niệm tức là có buộc và có pháp ở trong tăng. Từng đó đủ để gọi là tăng bảo. Có những người nói là tôi chỉ tin buộc, tin pháp thôi, tôi không tin tăng. Những người đó không có thực sự tin buộc, không có thực sự tin pháp, tại vì tin là buộc á, tức là tin là tăng. Nếu buộc mà không có tăng, pháp mà không có tăng thì không thể hiện được, nó chỉ là ý niệm thôi. Nói tóm lại là khi mà chúng ta có một cảm thọ có cường độ lớn thì chúng ta phải biết sử dụng tất cả những cái yếu tố mà chúng ta đang có để chúng ta có thể quán chiếu nó, có thể chăm sóc nó, có thể chuyển hóa nó và có thể sống sót. Thì những yếu tố đó, trong đó có hơi thở. Hơi thở này là một cái thói quen. Tại vì chúng ta đã từng thực tập rồi, ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác rồi. Thành hơi thở này là một cái thói quen thực tập chứ không phải là một cái lý thuyết nữa. Thành ra đừng có đợi khi có một cảm xúc mạnh thì nói bắt đầu tôi sử dụng cái gì đây hả? Hơi thở, tôi đâu có hơi thở gì đâu. Lâu nay tôi đâu có làm ăn gì đâu. Tôi đâu có thực tập gì đâu.
Thành hơi thở đây là một cái vốn có sẵn do kinh nghiệm thực tập mà có. Và hơi thở này nó chuyên chở chánh niệm. Rồi mình sử dụng cái thân của mình, tại cái thân của mình trong đời sống ngày mình cũng tu luyện lắm. Mình luyện cách đi này, cách đứng, cách nằm, cách ngồi. Thành ra cái thân mình là một cái dụng cụ rất là hay, rất là cần thiết để cho mình có thể chăm sóc được, điều phục được cái cảm thọ của mình. Sử dụng hơi thở, sử dụng cái thân của mình, sử dụng những cái phương pháp như là đi thiền hành, hay là ngồi thiền, hay là thiền nằm, tô đó, tất cả những cái đó nó có dính líu tới cái sự đối trị, cái cảm thọ lực. Và cuối cùng mình phải sử dụng tăng thân, phải biết sử dụng cái tăng thân xung quanh mình. Nếu mình là một cái giọt dầu trong một bát nước thì rất nguy hiểm. Nếu mà chúng ta sống ở trong tăng thân mà chúng ta không hòa hợp được thì cũng giống như là chúng ta là một giọt dầu trong một bát nước, và như vậy tăng thân không có nghĩa. Do đó cho nên là trong kinh và luật á, luôn luôn chúng ta nghe nói cái, tới cái hình ảnh là nước với sữa. Nước với sữa nó hòa hợp, nhưng không phải là nước với dầu. Những cái thành phần ở trong tăng thân hòa hợp với nhau như nước. Và cái bản chất của tăng thân là hòa hợp. Nếu không có hòa hợp thì cái đó không gọi là tăng thân. Cho nên chúng ta mới có danh từ là hòa hợp tăng. Hòa tăng nghĩa là một cái tăng thân đích thực, mà bản chất của nó là sự hòa hợp. Cảm thọ chỉ là mới, là một một loại tâm hành trong số 51 loại tâm hành. Tâm đây tức là tâm hành. Tâm hành tức là những cái hiện tượng tâm lý. Tiếng Anh là mental formations. Tất cả sự hình thành của những cái hiện tượng tâm lý gọi là tâm hành. Ví dụ như cái giận là một tâm hành, cái lo là một tâm hành, cái buồn là một tâm hành, cái thương là một tâm hành, cái ghét là một tâm hành, cái chán nản là một tâm hành. Chúng ta có rất nhiều tâm hành, rất nhiều loại tâm hành, và mỗi tâm hành như vậy đó nó có cái tính chất riêng của nó, và nó có liên hệ tới những cái tâm hành khác. Và tất cả những tâm hành đó nếu đều có hạt giống với gốc rễ ở trong chiều sâu của tâm thức của mình. Theo đạo Bụt Đại Thừa thì có khoảng 51 tâm hành, 51 loại tâm hành. Có những cái loại tâm hành nó có cách phổ biến, có những cái loại tâm hành nó có tính cách không phổ biến, có những cái loại tâm hành nó có tính cách nặng nề, có tác dụng đưa chúng ta xuống thấp, có những cái loại tâm hành nó có tính cách nhẹ nhàng và vui tươi, nó có tác dụng chuyển hóa đưa chúng ta đi lên. Và những cái loại tâm hành nhẹ nhàng đó, có tính cách có tác dụng giải phóng chuyển hóa thì chúng ta gọi là thiện. Tâm hành ở đây có thể gọi là tâm sở. Những tâm sở thiện, những cái tâm hành thiện và những cái tâm hành bất thiện. Những cái tâm hành có cách phổ biến, phổ quát. Những tâm hành có cách đặc biệt. Đặc biệt ở đây tức là nó có mặt trong những cái trường hợp đặc biệt. Có những cái tâm hành nó bất định, nghĩa là có khi thì nó là thiện, có khi thì nó là bất thiện.
ví dụ như tâm hành buồn ngủ, có khi là rất tốt, có khi là không tốt gì cả. Hay là cái tâm hành hối hận, cái tâm hành hối hận có khi nó tốt, và có khi nó không tốt. Nếu mà chúng ta làm một cái gì mà gây ra cái sự đổ vỡ, gây ra cái sự buồn đau cho một người khác, mình nếu chúng ta thấy được và chúng ta hối hận, thì cái tâm hành đó, cái tên của nó là hối. Vốn được liệt kê vào các tâm hành bất định, nó là một tâm hành thiện. Và chúng ta lòng tự dặn lòng là từ rày về sau mình sẽ không nói như vậy nữa, mình sẽ không có làm như vậy nữa. Thành ra cái tâm hành đó nó có cách đưa mình lên, có cách chuyển hóa, có cách thiện. Nhưng nếu cái sự hối hận đó nó trở thành ra một cái ám ảnh, nó trở thành ra một cái mặc cảm tội lỗi, một cái complex khiến cho mình làm ăn gì cũng được hết đó. Đi đứng nói cười nằm ngồi, cái mặc cảm tội lỗi đó nó làm cho mình tê liệt, thì cái tâm hành đó nó không phải là tâm hành thiện nữa, nó là tâm hành bất thiện. Cho nên tâm hành hối được gọi là một tâm hành bất định. Một cái ví dụ khác nữa là tâm hành tầm. Có một tâm hành tên là tầm. Tầm nó có nghĩa là tư duy. Tư duy mà chưa phải là cái thứ tư duy qua lại, mới suy nghĩ thế này thế kia thôi. Thì có khi cái tư duy nó cũng có thể giúp cho mình thấy được, có thể giúp cho mình so sánh được, và có cái thấy rõ ràng hơn về cái vấn đề đó. Thì trong trường hợp đó, tâm hành tầm nó có ích lợi, nó là một thiện, nó là một tâm hành thiện. Nhưng mà nếu mà mình cứ suy nghĩ miên man hoài, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện khác, và cái tư duy của mình nó đưa mình đi phiêu lưu trong thế giới tư tưởng, và mình không có tiếp xúc được với sự sống, mình không có thiền tập được, mình không có thiền hành được. Trong khi đi thiền hành, trong khi mọi người từng bước chân thảnh thơi, an lạc, chuyển hóa, thì cái tư duy của mình nó đưa mình đi trên mây. Thì trong trường hợp đó, tâm hành từ tầm ở đây là một tâm hành bất thiện. Trong khi mà mình ngồi thiền, thỉnh thoảng, nhất là trong sơ thiền, thì tâm hành tầm nó có thể có ích lợi. Nhưng mà đến khi sang nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cái tâm hành về tầm và từ nó làm cho mình bất an, làm cho mình không có đi sâu được vào thiền quán. Tại vì thiền quán ở đây là tiếp xúc sâu sắc để chuyển hóa, để nhìn rõ. Mà nếu mà có cái sự tư duy nó kéo những cái sợi tơ dài và nó làm cho cái đầu mình mớ bong bong, thì một cái cuộn chỉ rối, thì lúc đó tư duy tầm là một cái tâm sở bất thiện. Đứng về phương diện những cái tâm sở thiện, thì chúng ta có nhiều cái tâm hành rất là tốt đẹp. Nó nằm ở trong cái chiều sâu của tâm thức của chúng ta. Những cái tâm hành này có thể nó có sẵn, nó có thể đã được trao truyền do các thế hệ cha ông thầy tổ. Ví dụ như cái tâm hành gọi là bất hại. Bất hại là Ahimsa, nó có nghĩa là hiền, là không có ý muốn làm gây đau nhức, gây đổ vỡ cho bất cứ ai, cho bất cứ hình tượng nào. Cái cây của mình, cái cây đó mình cũng không muốn làm cho nó gãy nữa. Bất hại, tiếng Anh gọi là non-harming,
năm 21. Đó là một cái tâm rất là tốt, không có muốn tạo ra một đổ vỡ, một sự gãy đổ, một sự hư hại nào trong cái sự sống hết, thì gọi là bất hại. Và bất hại đó, nó là tình thương, nó là từ bi. Hay là một cái tâm hành khác là tàm. Tàm tức là sự mắc cỡ. Sự mắc cỡ do chánh kiến nó đưa tới. Nó thấy rõ ràng là mình có đủ ưu tiên như vậy, và mình có thực tập như vậy, mình không đáp ứng lại được cái sự trông đợi của thầy, của tổ, của cha, của mẹ, của anh, của em, mình mắc cỡ, thì đó là một cái tập sự tốt và là tạm. Ví dụ như là tâm hành vô sân. Vô sân tức là sự vắng mặt của cái sự giận hờn. Người kia nói cái gì, làm cái gì mình vừa hề hề, mình cũng vậy. Đó gọi là cái tâm hành vô sân. Đó là sự hoan hỷ. Hoan hỷ, cái sự hoan hỷ nguyên chất của nó. Thì khi mà mình học tâm lý học Phật giáo, thì mình học thuộc lòng những cái tâm hành gọi là thiện. Tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, cần, khinh an, bất phúc, bất trực, hành giả, bất hại. Có những cái tâm hành được gọi là bất thiện. Tại vì bất thiện ở đây nó chỉ có nghĩa là nó làm cho rối lên, nó làm cho mờ đi, nó làm cho đen tối đi, nó làm cho mình bị ràng buộc. Bất thiện là như vậy. Và có khi những cái tâm hành bất thiện này được gọi là phiền não, tại vì nó có tác dụng gây ra những cái ưu phiền, những cái sầu não cho ta và cho người khác, gọi là những phiền não, tiếng Phạn là klesa. Có khi gọi là hoặc cũng là một cái tiếng là dịch klesa. Hoặc tức là những cái phiền não, những cái mê hoặc, những cái không có thấy rõ, những cái mù mờ không có thấy rõ, những cái nó đưa cho mình đi lầm đường lạc lối, gọi là mê hoặc. Có bằng chương trong ra bến hoặc bờ mê, nghìn thu nợ chết bốn bề một phương. Trong ra bến hoặc bờ mê, hoặc tức là phiền não, bến hoặc bờ mê, mê hoặc. Có khi gọi là lậu, asrava. Lậu là nó có cách lộn đầu trở lại, nó có cách đi vòng trở lại, nó có cách quanh quẩn. Lậu có nghĩa là nó nứt rạn và nó rơi xuống, làm cho mình rơi xuống. Khi mà mình có một cái bình á, mà nứt một đường á, và nước ở trong bình nó rỉ ra thì gọi là lậu. Tất cả những cái tâm hành nào á, mà có tác dụng đưa mình đi xuống, làm cho mình xa xuống thấp và quanh quẩn trong cái vòng buồn dần sầu đau mê hoặc á, thì đều gọi là lậu. Và khi mình tu học đến cái mức chuyển hóa rồi thì không có cái đường nứt nào nữa, gọi là vô lậu. Vô lậu là không còn nứt rạn nữa. Và những cái phiền não, có những phiền não căn bản và có những cái phiền não thứ yếu. Những phiền não căn bản như là tham, sân, si, mạn, nghi, kiến. Thì có những cái phiền não thuộc cái loại nhẹ hơn. Ví dụ như vô tàm, vô quý, trào cứ, hôn trầm, thất niệm, phóng dật, bất chánh tri. Thì học tâm lý học Phật giáo là mình biết được tên. Hãy gọi đúng tên tôi. Tất cả mọi cái tâm hành của mình, những cái tâm hành bất thiện,
những cái tâm hành thiệt, những cái tâm hành phổ quát, những cái tâm hành đặc biệt, những cái tâm hành bất định. Những cái tâm hành phổ quát nó gồm có năm, là tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư, đặc biệt là dục, khởi giải, niệm, định và tuệ. Này, các vị đã học duy biểu học rồi thì là biết được cái tên gọi cũng như là cái bản chất của từng tâm hành đó. Thành ra mình không có thể nào đi lui trở lại để mà cắt nghĩa những cái tâm hành kia. Ở đây mình chỉ nêu lên, nêu tên một vài tâm hành để mình có một cái ý niệm tổng quát thế nào là tâm hành mà thôi. Vậy thì trong cái lĩnh vực tâm hành đó, mình có tới 51 loại tâm hành nó thay phiên nhau, nó phát hiện trong cái tâm thức của mình. Và mỗi khi một anh chàng tâm hành mà phát hiện thì mình phải dùng cái ánh sáng chánh niệm để mà nhận diện cái tâm hành đang có mặt. Trước hết gọi là sự nhận diện đơn thuần. Ví dụ mình đang buồn thì mình biết là mình đang buồn, chỉ cần biết rằng mình đang buồn thôi. Mà nếu mình dùng cái ý thức đó và mình ôm lấy cái buồn của mình, mình soi ánh sáng vào cái buồn của mình, thì có thể là trong vài phút sau mình thấy được cái bản chất của cái buồn của mình. Và cái đó là tâm sở tuệ nó đi tới. Niệm nó đi tới định, định nó đi đưa tới tuệ. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn. Lúc đầu thì không hiểu vì sao tôi buồn, nhưng mà phải thực tập chánh niệm. Rồi thì có niệm, có định, có thể tự nhiên mình biết tại sao mình buồn rồi. Rồi mình mỉm cười một cái thì cái buồn đó nó tan. Khi mà chúng ta quán chiếu tâm hành, thì chúng ta làm cái công việc nhận diện đơn thuần là có một cái tâm hành như vậy. Cái tâm hành đó, ví dụ như là tâm hành buồn, thì khi mà nó phát hiện lên mặt phẳng ý thức, có thể chúng ta không có nhận diện được nó. Nó kéo chúng ta đi sang bên này, nó kéo chúng ta đi sang bên kia. Nó kéo chúng ta tới cái tư duy này, nó kéo chúng ta tới cái hoài niệm kia. Hoàn toàn chúng ta không có biết. Chúng ta hoàn toàn bị xỏ mũi bởi cái tâm hành gọi là buồn. Cái tâm hành buồn đó nó kéo những cái tâm hành khác tới. Nó làm như là cái sân khấu vắng người. Nó làm mình không có cái lôn hết. Trong khi đó thì phương pháp thực tập là phải nhận diện sự có mặt của tâm hành gọi là buồn. Người tu hành là người phải có mặt để nhận diện. Đừng có bao giờ để cho cái sân khấu của tâm ý nó trống cả. Vì vậy cho nên là trong tăng thân là mình phải tu học đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm để mình biết cái gì đang xảy ra, trở về giây phút hiện tại để biết cái gì đang xảy ra trong đợt này là một cái tâm hành gọi là buồn. Và cái phương pháp là rất đơn giản, là dùng hơi thở, dùng bước chân hoặc là dùng cái gì đó tùy theo mình để phát khởi chánh niệm về cái buồn. Tôi đang buồn và tôi biết rằng tôi đang buồn, thì tự nhiên cái tình trạng nó đổi khác liền. Tức là thay vì cái tâm hành buồn nó độc diện thì mình đưa tới cho nó một người bạn, nghĩa là có một tâm hành khác gọi là tâm hành niệm. Tâm hành niệm là một trong năm cái loại tâm hành gọi là biệt cảnh. Biệt cảnh tức là particuli, còn biến hành đó là universal. Năm cái tâm hành phổ biến thì gọi là năm tâm hành biến hành.
Còn năm tâm hành biệt cảnh là năm tâm hành tập tích ghi trong đó niệm, niệm tức là chánh niệm. Và cái đối tượng của chánh niệm bây giờ là cái buồng của mình. Tại vì chánh niệm luôn luôn nó phải có đối tượng. Khi mình thở vào, mình biết là mình đang thở vào, thì đối tượng của chánh niệm là hơi thở vào. Khi mình buồn, mà mình biết là mình buồn, thì đối tượng của chánh niệm là cái buồn của mình. Tôi đang thở vào và biết rằng tôi đang buồn. Tôi đang thở ra và tôi đang mỉm cười với cái buồn của tôi. Nó buồn ơi chà mi đó. Đó là chánh niệm về cái buồn. Thì lúc đó, nó có cái tình trạng của sự tu hành ở trong con người của mình. Có cái buồn, nhưng mà có chánh niệm về buồn. Tu là như vậy. Tu không có nghĩa là không có buồn. Tu có nghĩa là buồn thì biết là mình buồn. Và cố nhiên, chánh niệm là một cái vùng năng lượng. Nó ôm lấy cái buồn của mình. Nó dọi ánh sáng vào đó. Nó chăm sóc cái buồn của mình. Nhà có chủ. Chùa không phải là chùa bà năng. Và nếu mà mình biết chăm sóc những cái tâm hành của mình như vậy, thì những tâm hành của mình nó sẽ không có, nó sẽ được chuyển hóa, nó sẽ được nuôi dưỡng. Nếu đó là những cái tâm hành, nó sẽ được chuyển hóa. Nếu đó là những cái tâm hành bất thiện, những cái phiền não, chúng ta phải vẽ cái vòng tròn kia trở lại. Nó tượng trưng cho cái vòng tròn này, nó tượng trưng cho cái tâm của mình. Và cái phần dưới của tâm của mình, nó tượng trưng cho cái phần vô thức, cái phần tiềm thức, cái phần mà chúng ta gọi là tâm địa. Tâm địa là đất tâm, mà trong đạo Phật thường gọi là tàng. Tàng thức. Tàng nó có nghĩa là cất giữ. Và cái phần trên đó, nó là cái sân khấu. Ở trên đó những cái tâm hành của mình nó phát khởi. Nói tóm lại là tất cả những cái tâm hành của mình đều nằm sẵn ở dưới tàng thức với tư cách của những cái hạt giống gọi là chủng tử đi ra. Cái buồn của mình trước khi nó phát hiện thì nó nằm sẵn ở trong cái tàng thức của mình rồi. Bây giờ nghe đọc một câu thơ hay là nghe trời có gió heo may chẳng hạn, thì tự nhiên cái hạt giống của cái buồn này nó được tới và nó phát hiện lên trên này là một tâm hành buồn. Và cố nhiên là chúng ta có 51 loại tâm hành tiềm tàng sẵn trong chiều sâu của tâm thức. Những cái tâm hành thiện, những cái tâm hành bất thiện, vân vân, có đủ thứ hết. Cho nên cái danh từ tâm địa là một danh từ rất hay. Tâm địa tức là đất tâm. Tại vì đất của tâm nó gìn giữ tất cả những cái hạt giống ở trong lòng nó. Có thể là mình có những cái hạt giống của hạnh phúc, nhưng mà bị chôn vùi rất lâu ở trong đất tâm. Sáng hôm nay, sau bao nhiêu tuần lễ vun tưới, nhờ sự có mặt của tăng thân, nhờ nụ cười, nhờ hơi thở, là một cái hạt giống hạnh phúc lâu nay chưa bao giờ nở, nó nở niềm vui. Thì cái sự phát hiện của cái hạt giống niềm vui này, nó là cái công trình của cái sự thực tập tới tâm của chính mình, của tăng thân mình, của hoàn cảnh cảnh mình. Mưa xuân nhẹ hạt, đất tâm ướt, hạt đậu năm xưa hé mỉm cười. Thành ra người nào cũng có những hạt giống của hạnh phúc của trong lòng cả, trong đất tâm cả. Nhưng mà phải có thầy, có bạn, có tăng thân, có sự thực tập, nó mới làm cho hạt giống đó đựng tới được. Và sự thực tập như là nước mưa, nó thấm vào, nó làm cho cái hạt giống đó nó nảy mầm và nó lên hoa, lên trái.
thì niệm, quán niệm nó có nghĩa trước hết là ý thức được, nhận diện được sự có mặt của một tâm hành. Tâm hành nào cũng cần được nhận diện cả. Và khi mà mình nhận diện rồi á, cái tâm hành đó đã được mình nhận diện rồi thì tâm hành đó nó được săn sóc. Nếu nó là một tâm hành tốt á, thì nó sẽ được phát triển. Nếu đó là một cái tâm hành bất thiện gây đau khổ thì chánh niệm nó sẽ mang tới một cái sự chuyển hóa. Và trước hết cái chánh niệm cho chúng ta thấy được sự có mặt của nó, không những trên cái sân khấu của ý thức mà ở dưới chiều sâu của tạng thức. Và cái phần trên này ta gọi là ý thức, và phần dưới ta gọi là tạng thức. Ý thức và tạng thức tuy là hai nhưng nó là một. Tạng thức là cái phần thâm sâu của ý thức, ý thức là cái phần bên trên của tạng thức. Thành ra nói nó là một cũng được, nói nó là hai cũng được, cái đó không có quan trọng mấy. Khi chánh niệm của chúng ta tiếp xúc được với những cái tâm hành, khi các tâm hành này phát hiện thì chánh niệm của chúng ta từ từ tiếp xúc được với cái chiều sâu của những tâm hành đó. Nghĩa là chúng ta không những tiếp xúc được với phần ý thức mà chúng ta tiếp xúc được với cái phần tàn thức này. Khi mà chúng ta nhìn vào một em bé nói, cười, đi, đứng, nhạc nhau thì rõ ràng là chúng ta nhìn vào phần hiện tượng. Chúng ta đâu có thấy ba, má, tổ, tiên, ông, bà, văn hóa của em bé đâu. Chúng ta chỉ thấy em bé thôi. Nhưng mà chúng ta thấy cái cách nó nói, thấy cách nó cười, thấy cách nó nhảy, thấy cách nó phản ứng. Và tiếp xúc được với những cái đó, chúng ta đi sâu vào những cái cội nguồn, những cái gốc rễ, những cái hạt giống. Ta thấy được những cái mà ban đầu ta không có thấy được. Ta thấy được xã hội của em bé, ta thấy được cha, mẹ, ông, bà của em bé, ta thấy được hết. Nhìn vào hoa trái, mình thấy được gốc rễ. Ở đây cũng vậy. Nhìn vào sự biểu hiện của những tâm hành, mình biết được cái giá trị của tạng thức, của bản chính bản thân và của cái người kia. Ví dụ như cái nỗi buồn này, ban đầu ta tưởng là một cái nỗi buồn vô cớ, một cái nỗi buồn nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà tại vì cái thấy của chúng ta chưa sâu sắc, có thể đó là một cái nỗi buồn rất là sâu sắc. Có thể đó là một nỗi sầu vạn cổ, tức là cái nỗi buồn đã được nhiều thế hệ ông bà tổ tiên nó trao truyền lại. Khi mà chúng ta nghe một cái điệu ru miền Nam hay là điệu ru sa mạc miền Bắc, cái điệu ru có thể ban đầu hơi buồn buồn thôi, mình nói cái điệu ru này hơi buồn buồn, tại vì chúng ta không có tiếp xúc được với cái điệu ru đó trong cái chiều sâu của nó. Có thể là có những cái thế kỷ giặc giả, đã có những cái hàng trăm năm giặc giả, hàng trăm năm đói khổ, hàng trăm năm áp bức, nó đi ngang qua cái lịch sử của cha ông của chúng ta. Và bây giờ đây cái tiếng ru rầu rầu đó, tuy là nó như vậy đó, nó nhưng mà mang ở trong lòng đó, nó mang ở trong cái âm hưởng của nó lịch sử của hàng ngàn năm bị áp bức, bị nô lệ, bị đói khổ. Tiếng bà ru cháu bữa trưa, chang chang nắng hà vọng đưa rầu rầu. Đó là hai câu của Hoàng Tâm. Chang chang nắng hạ vọng đưa rầu rầu, cái tiếng bà ru cháu nó có thể là tiếng kêu than của hàng trăm năm, hàng mấy trăm năm sống ở trong cái tình trạng nghèo khổ áp bức. Và chỉ có chánh niệm, chỉ có thiền quán mới cho chúng ta thấy được và tiếp xúc được với cái chiều sâu của một cái tâm hành mà thôi. Thành ra một cái
một cái tâm hành đó, ban đầu mình chỉ nhận diện đơn thuần sự có mặt của nó thôi. Nhưng mà từ từ mình tiếp xúc sâu sắc, mình thấy được cái bản chất của nó trong chiều sâu tâm thức. Tưởng là một tâm hành, một cái loại tâm hành rất là quan trọng. Quan trọng cho đến nỗi nhiều khi được đem ra để mình nghiên cứu riêng. Chúng ta hãy nhớ lại cái Techwit. Techwit có 5 mũi. Cái mũi đầu là sắc, tức là thân thể của chúng ta. Cái mũi thứ hai là thọ, tức là những cái cảm thọ vui buồn, dễ chịu khó chịu chúng ta. Cái mũi quyết thứ ba là tưởng, tưởng là cái tri giác của chúng ta, perception. Và cái mũi thứ tư là hành, tức là những cái tâm hành. Và mũi thứ năm là thức. Đây là cái lối phân chia theo ngũ uẩn, năm uẩn. Cái thân thể thì chúng ta biết rồi, thọ là mối quyết thứ hai, gồm có những cái cảm thọ dễ chịu, khó chịu và trung tính. Và tưởng tức là mối quyết thứ ba, riêng về tri giác. Và chúng ta biết rằng thọ là một tâm hành, tưởng là một tâm hành khác, và hành ở đây là tất cả những tâm hành còn lại, nghĩa là 49 tâm hành. 49, 50, 51. Và thức ở đây tức là cái phần tàn thức. Chúng ta phải hiểu năm uẩn như vậy. Thức ở đây là tâm địa, là chỗ chôn giữ tất cả 51 loại tâm hành mà được phát hiện trong ba mối quyết ở giữa. Ba mối quyết ở giữa là cái phòng khách. Và mối quyết thứ năm là cái chiều sâu vô thức của chúng ta. Hai cái hình này chúng ta phải gắn liền với nhau. Vậy thì không những thọ là một tâm hành quan trọng đáng được đưa ra để nghiên cứu riêng như là một quần, mà tưởng cũng vậy. Tưởng là một tâm hành quan trọng cần được đưa ra như là một đối tượng nghiên cứu riêng. Và hành ở đây là tiếng gọi chung của 49 tâm hành còn lại. Vậy thì chúng ta vừa mới nói tới tưởng như là một tâm hành quan trọng. Tưởng tức là cái tri giác của chúng ta về một cái việc nào đó, về cái điều gì đó. Thì tưởng nó cũng có nguồn gốc, nó cũng có hạt giống của nó ở dưới tàng thức. Thì khi mà chúng ta nghe một cái câu ru của bà ru cháu, thì cái tiếng ru đó nhiều người nghe lắm. Những người có mặt nghe tiếng ru đó có thể là những người ở thành phố đi về, có những người từ thôn quê đi tới, có những người bạn từ ngoại quốc qua thăm. Ví dụ như chúng ta có 10 người ngồi nghe cái câu ru, thì câu ru đó nếu mà đem máy mà thâu thanh thì chúng ta có thể xác định được cái tính cách khách quan của câu ru, tức là những cái âm điệu của nó thế này thế kia thế kia thế nào. Nhưng mà 10 người nghe câu ru đó nó có 10 cái tưởng khác nhau. Cùng âm thanh đó mà chúng ta có cái nhận thức khác nhau. Có một người đã từng nghiên cứu về nhạc dân tộc ở Phi Châu. Họ đã từng nghe những cái tiếng ru của các bà mẹ Phi Châu. Thì bây giờ họ so sánh tiếng ru hời của một bà mẹ Việt Nam. Và họ họ có cái tưởng, có một cái tri giác, có cái so sánh. Mà cái so sánh của người đó, cái tưởng của người đó mình không có được, mình khác. Có thể là mình chỉ nghe với cái tâm của một người đã từng ngày xưa được nghe tiếng ru
hoặc là tiếng ru miền Trung, hoặc là tiếng ru miền Nam. Bây giờ mình nghe tiếng ru miền Bắc. Mình đã sinh ra ở miền Trung, hay mình đã sinh ra ở miền Nam, mình đã nghe tiếng ru em của một bà mẹ miền Trung, mình đã từng nghe tiếng ru em của một bà mẹ miền Nam. Bây giờ đây, mình có dịp nghe tiếng ru em của một bà mẹ miền Bắc. Vậy thì đối với mình, cái tưởng của mình, cái tri giác của mình về tiếng ru đó, nó có tính chủ quan. Cái tưởng của nhà nghiên cứu nhạc dân tộc mà từng nghiên cứu ở phía châu rồi, thì khi mà so sánh hai cái điều ru thì cái tri giác đó nó cũng có tính chủ quan, hai cái nhận thức nó khác nhau. Còn nếu mình đang lo danh lợi, đang lo lắng, thì mình nghe tiếng ru đó, mình có một cái nhận thức nó khác, mình không có để ý tới mấy. Vì vậy cho nên mình có thể nói rằng là khi 10 người mà cùng lắng tai nghe một cái điều ru, thì có thể có 10 cái tri giác khác nhau về tiếng ru. Đứng về phương diện hình ảnh cũng vậy. Chúng ta nhìn lên trời và thấy một đám mây, 10 người nhìn một đám mây, và 10 người có một cái tri giác khác về đám mây, tùy theo cái vui, cái buồn, cái nhớ nhung, cái giận dữ của chúng ta mà đám mây đó nó là con chó hay là cái búa hay là cái áo măng tô, tùy theo cái tâm trạng chủ quan của mỗi người chúng ta. Vậy thì cái tưởng đó, cái tri giác mà mình đang có ở trong cái tâm của mình đó, mình phải biết rằng nó có thể mang nặng tính chất sai lầm của nhận thức chủ quan. Và thường thường á, mình căn cứ trên cái tưởng của mình để mình hành động. Mình nói được hay là nói không được, mình nói bậy hay là không bậy, nói trúng hay nói sai, mình hoan hỷ hay là mình không hoan hỷ, tất cả những cái điều đó đều căn cứ trên cái tưởng của mình. Mình chê, mình khen, mình lên án hay là mình tán thán, tất cả những cái điều đó đều căn cứ vào cái tưởng của mình. Nhưng mà thắng ơi, cái tưởng của mình nó có chứa được rất nhiều tính cách chủ quan của mình. Mà trong những cái tính chất đó là có những cái phiền não ở trong con người của mình. Cái tưởng của mình nó được làm bằng chất liệu phiền não của mình. Những cái phiền não đó có thể là tham lam, giận dữ, si mê, tà kiến, thành kiến. Căn cứ trên cái tưởng đó mà mình có những cái buồn, có những cái vui, có những cái niềm khổ đau, có những cái niềm hạnh phúc. Và vì vậy cho nên quán niệm, quán chiếu về cái tưởng của mình là rất là quan. Ví dụ chúng ta có một ý niệm về hạnh phúc, thì cái ý niệm hạnh phúc đó là một cái tưởng, một cái perception. Trong cái đầu của mình, không phải là cái đầu không, ở dưới cả cái tiềm thức của mình, nó đưa ra cho mình một cái ý niệm như vậy, là mình chỉ có hạnh phúc khi mà cái tình trạng nó như thế này, mình đạt được cái này và cái này. Thường mỗi người đều có một cái quan niệm về hạnh phúc như vậy. Mà trong hầu hết các trường hợp, cái quan niệm đó của mình về hạnh phúc, nó là cái trợ lực đầu tiên của hạnh phúc mình. Có một anh chàng đó, anh tin chắc trên 100% là nếu mà anh không cưới được cái cô đó thì là đời anh là địa ngục thôi, đời anh không có đáng sống nữa. Anh tin chắc như vậy. Anh tin chắc cho đến nỗi là không ai có thể nói anh nghe được cả. Quý vị có nhớ câu chuyện con muỗi, cái chuyện thần thoại con muỗi, là anh chàng đó cưới một cô rất là có nhan sắc, nhưng mà cưới được vài ngày thì cô đó chết. Và anh điên lên, anh có nghĩ tới chuyện chôn, tại anh thương quá đấy. Mà cô đã bắt đầu hôi rồi. Anh đã làm nghề thương hộ, thành ra anh đi lạy lục người này lạy lục người khác để người ta cứu mạng của cô đó. Thì tới cái ngày thứ 4 thứ 5 mà cô đã hôi rồi, thì anh mới ghé một cái bến đó, anh thấy có một cái ông lão tóc râu bạc rất là đẹp. Thì anh nghĩ là ông tiên, ông lên anh lạy như là tế sao, cầu xin ông lão cứu mạng. Ông lão nhìn anh với một cái cặp mắt rất là thương hại. Ông ấy đi xuống đò
Ông nhìn cô gái, ông nói thôi con, để nó chết thôi. Con nhỏ này mà nó sống thì là con thất điên bát đảo, con khổ lắm. Nó không, xin lão cứu cho con. Thì cuối cùng ông nói thôi bây giờ con ráng chịu ha, con đã tin chắc như vậy rồi ha. Thì con hãy cắn ngón tay rồi con nhỏ xuống ba giọt máu cho nó nuốt. Thì sau khi mà anh chàng làm như vậy rồi thì là cô gái sống dậy, anh ta mừng quá. Nhưng mà 6 tháng sau thì anh tìm ra sự thật là người đàn bà kia là một người phản bội, một người làm cho anh đau khổ cùng cực trong đời. Cuối cùng người đàn bà kia đã bỏ anh đi theo một người con trai khác làm cái nghề thương hồ, nhưng mà giàu có hơn. Thì đứng đối với anh á, là khi mà anh cúi sụp xuống anh lạy cái người, cái ông lão kia, thì cái tượng anh là vậy, là đời anh mà không có người đàn bà đó thì có nghĩa gì đâu, đâu nữa là chết thôi. Tại vì anh sẵn sàng để tự tử mà. Mà cũng vì anh sẵn sàng để tự tử cho nên ông già ông mới cứu anh bằng cách làm cho cô kia sống đi. Thì khi mình đã có một cái quan niệm về hạnh phúc rồi á, thì mình chết vì quan niệm đó. Nếu mà mình không được cái đó, mình không có làm được cái đó, thực hiện được cái đó, thì đời mình không có nghĩa gì nữa cả. Trong khi có cả hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu cái điều kiện của hạnh phúc mà mình không có tiếp xúc được, mình dẫm đạp lên mà đi. Thành ra cái ý thức, cái quan niệm về hạnh phúc đó là một cái tưởng của mình. Và chính cái tưởng của mình nó làm cho mình không có hạnh phúc. Nó chặn đường cái hạnh phúc của mình. Tưởng trước hết là một cái vọng tưởng. Tri giác trước hết là tri giác sai lầm. Mà khi mà chúng ta nhìn thấu được vào trong cái bản chất của tri giác rồi thì chúng ta thoát được khỏi tri giác. Lúc bây giờ không còn là tri giác nữa mà nó là trí. Nó là cái thấy đạt đạo. Cái đó không gọi là tưởng nữa, mà cũng không phải là phi tưởng. Không phải tưởng mà cũng phải là phi tưởng. Đó là một cái thấy rất là sáng, rất là đúng, nó phù hợp với thực tại. Vậy thì chánh niệm á, nó ôm lấy cái buồn của mình, nó giúp mình nhận diện được cái buồn của mình, nó ôm lấy cái vui của mình, nó giúp mình nhận diện được cái vui của mình, nó ôm lấy cái tưởng của mình để mình có thể nhận diện được cái tưởng của mình. Và cái năng lượng của chánh niệm tiếp tục ở lại với những cái tâm hành đó để mà soi sáng. Một ngày kia mình sẽ thấy được cái nguồn gốc, cái gốc rễ sâu sắc của những cái tâm hành kia. Và cái quá trình tu tập á, là đi thiền hành, là ngồi thiền, là ăn cơm im lặng, là sống tỉnh thức trong từng giây phút. Tại vì chỉ có cách đó mới nhận diện và mới quán chiếu được. Và mình phải tự làm lấy, chứ còn người khác không có làm lấy được. Mình phải tự làm lấy. Mỗi cái giây phút ở trong đời sống hàng ngày của mình là công phu. Mỗi cái bước chân của mình, mỗi cái hơi thở của mình đều là cái tinh lực của chánh niệm để soi thấu cội nguồn và cho mình thấy được cái gốc gác của những cái tâm hành kia. Và không những soi thấu mà còn chuyển hóa nữa. Chúng ta hãy vẽ cái vòng tròn nhỏ ở đây để tượng trưng cho một người. Và chúng ta vẽ cái vòng tròn nhỏ khác tượng trưng cho một người thứ hai. Hai người này trong cái đời sống hàng ngày đã tiếp xúc với nhau và đã có những cái tiếp xúc chung trong cái môi trường sinh hoạt của mình. Vòng tròn màu xanh đó, nó tượng trưng cho cái hoàn cảnh. Đây là cái hoàn cảnh chung của hai người. Và trong người này chúng ta gọi là A, nó có cái tưởng, nó có cái vui, nó có cái buồn của cái người A này. Cái gốc của nó nằm sâu ở trong cái tàng thức. Vì những cái hạt giống về nhận thức, về hạnh phúc, về khổ đau ở trong chiều sâu của mình, và với một vài cái tiếp xúc trong cái hoàn cảnh và với cái người kia, mình tạo ra trong con người của mình một cái tưởng
và mình căn cứ trên cái tượng đó, mình đoán định, mình quyết định, mình hành xử đối với người kia. Người kia cũng vậy, người kia cũng có những cái khối vui buồn nhận thức của mình, và cũng đã đưa tới một cái tưởng. Cái tưởng này nó cũng có thể là do cái sự tiếp xúc với người kia và với cái hoàn cảnh trong đó mình sống chung với người kia. Rõ ràng là có hai cái tưởng, và hai cái tưởng đó có thể chống nhau. Tôi có một ý niệm về anh, anh có một ý niệm về tôi có một hình ảnh về anh có một cái hình ảnh về tôi, và chúng ta căn cứ trên cái tưởng của chính mình để đối xử với người kia. Tất cả những cái đau khổ của con người trong cái sự giao thiệp với nhau, trong sự tiếp xúc với nhau, nó phát sinh ra từ cái tưởng của mình về mình và tưởng của mình về người kia. Mà cái tưởng đó có thể là nó chứa đựng đầy dẫy những cái sai lầm ở trong đó. Cái khởi điểm của sự tu học á là phải đặt lại cái vấn đề về cái tưởng của mình, cũng như là cái hạnh phúc chân thật á mình đạt được từ cái chỗ mình xét về cái quan niệm của mình về hạnh phúc. Mình có một cái quan niệm về hạnh phúc, và đôi khi chỉ cần liệng bỏ quan niệm hạnh phúc đó đi thì tự nhiên mình có hạnh phúc. Rất là kỳ lạ, nhưng mà thường thường là nó như vậy. Mình đặt cái điều kiện là nếu tình trạng nó như thế này, nếu mình có cái này, nếu mình không có cái này thì mình có hạnh phúc. Đó là phạm vi, đó thuộc về cái phạm vi cái tưởng của mình, cái ý niệm của mình. Trong cái hoàn cảnh đó mình có thể, sự thực mình có thể có hạnh phúc rất nhiều, nhưng mà chính vì cái tưởng này cho nên bị kẹt, cho nên mình mới không có hạnh phúc. Cái tưởng này không phải là cái tưởng đối với cái người kia mà thôi, cái tưởng này là cái tưởng đối với chính mình. Mình có một hình ảnh rất là sai lầm về mình, và đồng thời mình có một hình ảnh rất sai lầm về cái hoàn cảnh và về cái người. Và tất cả cả sự tu học, tất cả những cái nỗ lực của sự tu học là phải nhắm tới phá cho nó tan thành cái tưởng kia. Cũng như là nếu mà trong mặt của mình nó có sẵn thì mình phải dùng tia laser đó. Mình tập trung, mình làm thế nào tỉa đúng cái tia laser đó vào ở trong cái cục sạn. Khi mà tỉa đúng rồi thì mình bắn vỡ cái cục sạn đó ở trong thành. Cái đối tượng của sự tu học của mình là cái tưởng của mình. Cái tưởng gọi là cái vọng tưởng. Cái vọng tưởng của mình về hạnh phúc, về sanh, về diệt, về tới, về đi, về nhiều, về một, những cái vọng tưởng căn bản. Và cái tinh lực của mình là chánh niệm. Mình phải chia hết tất cả cái nguồn năng lượng chánh niệm của mình vào đối tượng của cái tượng đó, và đến khi cái tinh lực đó nó mạnh, nó chính xác rồi thì mình làm phá vỡ cái tượng đó thì mình được giải thoát. Và trong cái đời sống hàng ngày của sự tu tập á, mình làm cái gì nếu không phải là làm? Mình đi thiền hành để làm gì? Mình ăn cơm im lặng để làm gì? Mình học kinh để làm gì? Mình thực tập thở để làm gì nếu không phải để làm cái chuyện đó? Mình có một cái tri giác về mình. Tri giác đó có thể đầy dễ sai lầm. Mình có một cái tri giác về người. Tri giác đó có thể là đầy dễ sai lầm. Nếu một ngày, nếu hai ngày, nếu một tuần, nếu hai tuần mà tri giác của mình vẫn còn y nguyên, không có thay đổi, thì mình đâu có thực tập quán chiếu gì đâu, mình đâu có tu tập gì đâu. Cái thấy của mình về người kia nó vẫn giống hệt như vậy. Cái sự ganh tị của mình đối với người kia nó còn y nguyên như vậy. Cái sự giận hờn của mình đối với người kia nó vẫn còn y nguyên như vậy. Thì cái gì đã xảy tới trong cái tuần lễ vừa qua, trong hai tuần lễ vừa qua, tức là mình không có thực tập gì cả. Mình có một cái khái niệm, một cái nhận thức về người đó và về chính mình. Chính cái nhận thức đó, cái khái niệm đó là cái đối tượng của sự tu học của mình. Thank you.
Tôi xin kể chuyện cho quý vị nghe về cái phương pháp rửa ruột ở một cái dưỡng đường bên Đức. Rồi trong khi mà kể chuyện, mình thấy cái tương đương của sự tu tập của mình nó như thế nào. Lúc vào khoảng 6 giờ sáng thì mình thức dậy và mình uống vào một cái ly nước. Mình uống một cái ly nước rất đầy, trong đó có sulfat và magnesium. Nó chỉ có một muỗng magnesi thôi. Và mình phải ngâm cái đó suốt đêm. Và buổi sáng phải đổ lên cho đầy nước ấm ấm và quậy cho nó đều và mình uống vào. Uống vào. Phải ngâm đầy nước như vậy mới được. Tại vì cái lượng đó là cái lượng nó cái density nó tương đương với là máu. Và khi mình uống vào như vậy là với mục đích là những cái phân tử magnesium nó tới, nó bám vào cái thành ruột của mình. Và sau khi uống xong thì mình phải đi hay là phải làm những cái động tác để cho cái nước, cái dung dịch magnesium đó nó đi xuống ruột. Nó đi xuống càng mau càng tốt. Tại vì nếu nó chỉ ở trong bao tử thôi thì nó có thể bị hút vào trong bao tử. Thành ra cho nó đi xuống càng nhiều càng tốt. Để cho những cái phân tử của magnesium nó bám vào. Đó là cái lượng rất là nhỏ. Nếu mà quý vị uống xong mà nằm xuống mà không có đi, mà không có làm những cái cử động đó, thì là cái công hiệu của sự trị liệu nó bớt đi. Rồi khoảng một giờ đồng hồ sau quý vị có thể dậy để uống nước. Rồi khi mà quý vị uống tới cái ngày thứ ba thì bắt đầu là những cái thành ở hai bên ruột nó bắt đầu nó rã ra và nước và mình bắt đầu đi cầu ra, có thể là màu đen, màu vàng, màu tím dễ sợ lắm. Thì những cái độc tố lâu nay nó đóng vào thành ruột đó, nó tan loạn và nó đi vào trong máu. Và có thể là buổi sáng thức dậy thì quý vị không có thể cự quậy được, tại độc tố nó ra đầy quá đi. Nằm ở trên giường mà không có thể nào thòng cái chân xuống để đứng dậy. Dễ sợ như vậy đó. Mình tưởng mình sắp chết. Mà đó chẳng qua chỉ là độc tố ở trong ruột nó đi ra thôi. Và phương pháp duy nhất, không phải là gì, gần như duy nhất là phải làm cho cái độc tố nó đi ra bằng mọi đường, trong đó cần tiểu. Nghĩa là phải uống một ngày 3 lít 4 lít nước. Mà bắt gan làm việc rất nhiều. Tại vì độc tố đi ngang qua gan và thận rất nhiều, nó rất là mệt. Thành ra bác sĩ cho mình uống những cái thuốc trợ tim và trợ thận để cho hai những cái bộ phận đó nó làm việc cực lực. Nó được nâng đỡ. Còn nếu mà mình nói mình đâu có đau tim đâu mà phải uống thuốc tim, mình đâu có đau thận đâu mà uống thuốc thận, tức là mình không có hiểu rằng trong cái trường hợp mà cơ thể mình nó tống ra những cái độc tố đó thì thận và tim gan của mình làm việc rất là nhiều. Thành ra mình phải có đức tin, mình phải có trí tuệ, mình phải biết tại sao mà bác sĩ yêu cầu mình phải uống thuốc trợ tim, phải làm sao mà uống thuốc trợ thận và trợ gan. Ở trong cái thiền viện cũng vậy, tại sao mình phải đi thiền hành với chúng, tại sao mình đi riêng không được mà mình phải đi chung với chúng, là tại vì khi mình đi thiền hành chung với tâm thân đó, nó có một cái tác động nó khác là khi mình đi thiền hành một mình. Tại sao mình phải đi pháp đàm? Hình như là thầy giảng mình hiểu rồi, tại sao mình cần phải đi ngồi trong pháp đàm làm cái gì? Nhưng mà tại vì cái lý do gì đó mà mình biết rằng là ngồi trong pháp đàm, tuy rằng mình không có nói gì hết, nhưng mà nó có những cái mà người khác nói nó thấm vào trong mình. Những cái người khác nói có thể là nó phù hợp với nhận thức của mình, nhưng mà nó có thể không phù hợp với nhận thức của mình. Tất cả nó đều có cái tác dụng hay ho của nó. Bác sĩ cho mình một cái animas. Bác sĩ nói là nên sử dụng cái trái ổi đó để bơm vào ruột. Bơm 3 trái bom, 3 trái ổi, 5 trái ổi, 7 trái ổi, 10 trái ổi. Tại cái nước nóng vào. Bơm cái nước ấm vào rồi đi cầu ra. Tuy rằng có khi đi ra không có dơ nhiều, nhưng mà cái độc tố nó được đưa ra theo cái đường phân.
mình giúp cái ruột của mình giúp cái cơ thể của mình loại ra. Mình phải thực tập thở, mình phải đi bộ nửa giờ, một giờ rưỡi ở ngoài. Tại vì trong khi mình thở như vậy thì mình đưa cái độc tố ra bằng đường phổi. Và mình phải tắm gội, tại vì độc tố nó ra bằng đường chân lông. Mỗi ngày đều phải tắm gội, mỗi ngày đều phải lấy khăn nóng chà thân thể. Và bữa sáng tuy là ăn có một lát bánh mì rất nhỏ, nhưng mà ăn cả giờ đồng hồ, nhai thật kỹ để cho cái thức của mình ăn nó trở thành ra một chất rất là loãng như nước, đến nỗi khi nó vào trong bao tử, vào ruột thì bao tử khỏi phải làm việc gì cả, ruột khỏi phải làm việc gì, để nó có cái cơ hội nó dựng lại cái sức khỏe. Tất cả những cái điều đó, tất cả những cái thực tập đó, mỗi cái thực tập nó đều có cái chủ đích, có cái phương pháp, có cái tuệ giác trong đó cả. Rồi nếu bác sĩ bảo rằng là phải dùng cái phương pháp rửa ruột bằng máy là thanh thủy liệu pháp, đại trường thanh thủy liệu pháp, mình nói tại sao cần phải như vậy, tại sao mà mình đi cầu nhiều như vậy rồi mình cần phải rửa ruột, mình phải bơm hàng trăm lít nước vào trong đại trường để cho nó đi ra. Mình có những cái nhận thức của mình có những cái tưởng của mình, nó có cái xét đoán của mình, nó không có đi đến đâu, nhưng mà mình tin chắc rằng là mình làm đúng. Bác sĩ nói là phải tới để làm massage với là một cái chuyên viên nào đó ba lần trong một tuần. Mình nói đâu cần, cái đó không cần thiết lắm. Nhưng mà kỳ thực nó có cái lý do khiến cho bác sĩ yêu cầu mình làm những cái chuyện đó. Tại vì người bác sĩ trong khi họ thử máu, họ thấy được cái tình trạng của mình, họ thấy mình cần phải có những cái phương pháp thực tập nào. Rồi bữa tối nhìn đói như thế này, ăn cái gì, tất cả đều có một cái chỉ dẫn rất là rành mạch. Và nếu mà mình một ngày mà mình thực tập đúng và mình có niềm tin nơi cái sự thực tập của mình, thì một ngày đó nó đem lại sự chuyển hóa trong cái cơ thể của mình rất lớn. Còn nếu cái niềm tin của mình nó bạc nhược, mình không có làm đúng những cái điều mà bác sĩ và y tá khuyến khích mình làm, thì mình chỉ đạt tới được 1/4, 1/5, 1/6 cái kết quả mà người ta trông chờ mà thôi. Ở trong thiền viện cũng vậy, các vị giáo thọ, các vị thầy họ biết mình cần cái gì. Họ nói rằng là sư huynh A phải đi gặp sư huynh B, hai người phải tới với nhau, phải làm beginning in you ít nhất là 6 buổi. Nó không cần tới với người đó mệt hết. Tôi ở trong phòng tôi thì tốt hơn, mình không có chấp nhận cái điều đó. Mình không có thấy rằng cái vị giáo thọ đó, cái vị thầy đó, họ thấy rằng mình cần những cái đó. Mình chỉ cần biết rằng là tới với người đó không có dễ chịu. Làm sao dễ chịu được khi mà cái tưởng của mình về người đó nói như vậy, và khi cái tưởng người đó về mình nói như vậy, tới đâu có dễ chịu gì đâu. Thành ra mình không có thành tới, mình không có đức tin ở nơi cái pháp môn của thầy mình này. Cố nhiên mà đi rửa ruột rồi bị người ta đút một cái ống thật lớn vào trong hồng môn mình, nó rất là khó chịu, nằm ngửa nằm nghiêng, bóp lên bóp xuống rất là khó chịu. Nhưng mà mình phải chịu khó làm. Nếu thầy mình bảo rằng là hai anh em phải beginning in you với nhau ít nhất là 6 lần thì mình phải đi làm 6 lần. Cho nói rằng là mệt quá đi thì không có làm cái điều đó thì đâu có được. Tất cả những cái bước chân của mình, mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi sự thực tập trong đời sống hàng ngày của mình, nó có một cái mục đích, nó có một cái mục tiêu. Và mình phải có cái đức tin rất là vững chãi trên cái hành động đó thì mình mới có sự chuyển hóa chân thật. Thầy nhớ rằng là trong cái khóa rửa ruột năm ngoái, có nhiều sư cô không có uống thuốc, uống 1-2 lần rồi thôi không uống thuốc. Có sư cô lẽ ăn trái cây. Tức là cái niềm tin ở nơi cái pháp môn nó rất là bạc nhược. Thì nói về cái chuyện nhìn đói rửa ruột đó, để mà ví dụ cho cái sự tu học của mình, đứng về phương diện tu học mình cũng có thể làm như vậy. Mình có một cái đức tin bạc nhược nơi cái pháp môn của mình. Mình không có làm theo lời của thầy mình này, mình trốn tránh. Mình bám vào cái nhận thức của mình
cái tưởng của mình về chính cái bản thân của mình. Mình bám vào cái nhận thức của mình về người bạn của mình. Rồi mình cứ tiếp tục, mình khổ đau, mình giận hờn, mình ganh ghét. Rồi cái sự thực tập của mình nó không có đi tới sự thành công nào cả. Đó là do thiếu niềm tin. Chúng ta biết rằng mỗi khi mà chúng ta đi thiền hành, một bước chân thiền hành thôi, nó đã có cái tác dụng của nó. Có thể là trong khi đi thiền hành chúng ta bước 700 bước, 800 bước, nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ rằng chỉ có bước ít nhất là 500 hay là 600 bước nó mới có kết quả, nghĩ như vậy là nó sai. Một bước chân duy nhất thôi nó cũng đem lại cái kết quả của nó. Giống như là cái sự xoa bóp của chính mình, hay là một ngụm nước mình uống vào, nó đóng cái vai trò chuyển hóa của chính nó. Mỗi cái hơi thở của mình cũng vậy, mỗi bước chân, mỗi cái sự thực tập của mình đều phải được diễn biến theo cái tinh thần đó mới được. Và khi mà mình có niềm tin ở nơi sự thực tập của mình thì nó biểu lộ ra trong cái sự thực tập đó. Mình đi, người ta thấy có sự sống trong khi mình đi. Mình ngồi, người ta thấy có sự sống trong khi mình ngồi. Nó có cái gọi là chánh tinh tấn ở trong đó. Còn nếu không thì cái yếu tố chánh tinh tấn nó không có còn. Cái tưởng của mình nó có ra đó là tại vì những cái điều kiện trong lịch sử tâm lý mình, và những cái điều kiện lịch sử trong cái xã hội mình, trong cái gia đình mình, nó đưa tới cái tưởng của mình. Cái tưởng của mình nó là con đẻ của những cái điều kiện, cái nhân duyên đã tới trước mình, và nó đã tới từ nhiều phương hướng, từ nội tâm, từ tổ tiên, từ giáo dục, từ cái thói quen của mình. Và nếu mình không có sẵn sàng để chiếu rọi cái ánh sáng chánh niệm vào trong cái tưởng của mình thì mình không có thực sự tu tập. Khi mà mình tới với người kia, mình ngồi xuống để lắng nghe người kia, tại vì người kia cũng có cái tưởng đối với chính người kia và có cái tưởng đối với mình. Cái tưởng của người kia cũng là rất sai lầm, có thể rất sai lầm. Thì khi mà hai người cùng ngồi với nhau để mà lắng nghe nhau bằng cái chánh niệm thì tự nhiên nó có sự qua lại, nó có sự qua lại, nó có những cái thấy đó nó có thể giải phóng được cho chính mình và cho người kia. Và nhất là khi mình có một người bạn thứ ba nữa, một vị giáo thọ hay là một người bạn thứ ba ngồi với mình, ngồi đem cái lòng từ bi, đem cái lòng thương tưởng, đem cái nụ cười tới, đem thêm cái sự vững chãi tới với mình, để cho hai người bạn mình có cơ hội nhìn vào cái tượng của chính họ, thì đó là cái chuyện rất là hay. Đó là cái quý hóa của một tăng thân. Chứ thực tầm sao mà nói là mỗi khi mà có beginning anew thì là ngán, thì đâu được. Sợ beginning anew lắm, tại mình chưa biết beginning anew là cái gì, chưa biết làm, chưa biết chuyển hóa. Mà trong khi đó thì chính là mình cần cái đó nhiều nhất. Cũng như giống như là mình ngâm cái tưởng của mình vào trong cái chất, một cái dung dịch, rồi để cái dung dịch đó nó làm rã ra hết những cái khối u mê ở trong cái tưởng của chính mình. Tại vì beginning new chuyển hóa không phải là một buổi họp ở trong đó mình tranh đấu để mà cái ý kiến của mình được đại hội mới chấp nhận, không phải là như vậy. Ngược lại, nếu trong một cái buổi họp mà người ta chuẩn bị vận động để cái ý kiến của mình được đại hội chấp nhận thì cái chuyện làm mới beginning new nó có mục đích ngược lại, là mình có một cái tưởng, mình có một cái ý niệm và mình muốn đi vào trong cái môi trường đó để cái tưởng và cái ý niệm của mình nó được tan rã. Và chính cái sự tan rã của cái tưởng của mình là sự giải phóng của mình, nó ngược lại như vậy. Thành ra khi mà anh đi vào trong một cái buổi beginning new mà anh chuẩn bị tinh thần trước, anh nói nếu người kia nói như thế này mình sẽ chuẩn bị trả lời như thế này, nếu người kia nói như thế này mình phải có một người liên minh để bên mình như thế này, thì cái đó là cái nó đi ngược lại cái tinh thần của mình. Tại vì mình tới để bảo vệ một cái tưởng, trong khi mục tiêu chính của sự thực tập là để phá tưởng. Cho nên cái người kia, cái người anh kia, cái người em kia, cái người chị kia là cái cơ hội của chúng mình.
chính nhờ cái người đó mà mình chuyển hóa được. Còn nếu nói rằng là bây giờ đây mình phải đi xóm khác mình ở để khỏi phải gặp cái người kia, thì tức là mình làm cho mình mất cái cơ hội duy nhất để có thể chuyển hóa được cái tâm của mình và giúp người kia chuyển hóa. Đó là cái sự trốn tránh, đó là trốn bác sĩ, không uống thuốc. Nên tôi rất mong đại chúng pháp đàm về cái chuyện này can đảm nhìn vào tình trạng thật của mình. Nếu mà mình là một vị giáo thọ trong hiện tại, cố nhiên mình phải có cái nhiệm vụ phải làm hướng dẫn sự tu học của người ta trong tương lai. Mình phải nhìn vào cái người thiền sinh đó, mình phải nhìn vào cái người em đó, người cháu đó, và mình biết rằng người em đó, người cháu đó cần phải được chữa trị như thế nào. Và mình phải đưa ra cái đồ án chữa trị. Nếu vị giáo thọ nói rằng là hai anh em đó phải tới ở nhau một phòng, chung nhau một phòng, ít nhất là trong thời gian 3 tháng, là tại vì vị giáo thọ biết rằng hai người đó ở chung một phòng nó sẽ đạt tới cái kết quả nào. Nếu giáo thọ đó nói rằng là hai chị em kia cần phải ngồi với nhau ít nhất là 6 buổi, nếu cần thì cử sự có mặt của một người chị với một người em khác. Là tại vì vị giáo thọ đó thấy rằng cái sự tới với nhau của hai người đó nó là sự thực tập quan trọng. Còn nếu mình nói rằng tới với nhau không có dễ chịu thì tức là mình đã không có thấy được sự quan trọng của sự thực tập. Là tại vì sự thực tập của mình không phải là cho mình mà thôi, nó là cho tất cả mọi người ở trong đại chúng, nó cho những cái thế hệ Phật tử thực tập trong tương lai. Là tại vì nếu mình thành công trong trường hợp mình thì là biết bao nhiêu thế hệ học trò sau này sẽ thử. Cái liên hệ giữa thầy trò, sư huynh, sư đệ, sư chị và sư em, nó không phải là sự liên hệ giống như là giữa bác sĩ với là bệnh nhân. Nó khác lắm. Tại khi mình tới dẫn đường để trị bệnh đó, thì mình chỉ cần làm đúng theo lời bác sĩ và y tá được chuyển hóa thôi. Còn ở trong thiền viện, cái tinh thần nó hoàn toàn khác. Và khi mình tới một thiền viện thì tức là mình chấp nhận một cái tăng thân, mình chấp nhận một cái gia đình. Và khi mà quý vị tiếp nhận một cái pháp danh, một cái pháp tự, quý vị trở thành là con cháu trong gia đình. Quý vị tiếp nhận những cái châu báu, những cái truyền thống, những cái tinh hoa của đạo pháp để mà nuôi dưỡng mình. Và quý vị có cái bổn phận phải trao truyền lại những cái gì mà quý vị tiếp nhận cho các thế hệ tương lai. Đến cái sự mong ước của tổ, của thầy, của tổ là trao truyền, chứ không phải là chỉ là chữa trị cho mình thôi. Cái điều này đã được diễn tả rất là rõ ràng ở trong cái truyền thống. Trao truyền sự thực tập nó phải được thực hiện trong cái tinh thần đó. Cái sự sống còn, cái sự tiếp nối của đạo pháp, của tuệ giác, của sự chuyển hóa, nó là chỗ nương tựa cho tất cả mọi người chúng ta. Và vì vậy cho nên khi mà quý vị tới để mà tiếp nhận một cái pháp danh, một cái pháp từ, tiếp nhận một cái phương pháp tu học, cái vấn đề không phải là để cho quý vị không. Quý vị phải nên nhớ rằng quý vị làm như vậy là để cho những cái thế hệ tương lai. Liên hệ giữa mình với thầy nó có ý nghĩa hay không là do chỗ đó. Không phải là mình tới tu học để chuyển hóa cái thân tâm của mình. Mình tới tu học để tiếp nhận và để trao truyền lại cho những thế hệ khác những điều mà mình tiếp nhận. Và vì vậy cho nên mình thấy được cái vai trò của mình. Mình không thể nào không thành công được. Mình phải thành công. Nếu mình không thành công thì mình phụ cái ơn đức của Bụt, của Tổ, của Thầy, của Tăng Thân. Và vì vậy cho nên đừng có bỏ phí một cái giây phút nào trong cái đời sống hàng ngày. Chỉ có mình đánh mất cái đời sống của mình mà thôi. Tuần trước tôi có nói rằng cái sự thực tập của chúng ta nó rất là cụ thể. Chúng ta sống đời sống hàng ngày như thế nào để mỗi cái giây phút của đời sống hàng ngày nó trở thành một cái huyền thoại.
cho chính chúng ta và cho các con cháu của chúng ta. Chúng ta không cần phải leo lên núi cứu mới có thể làm được hoàn toàn. Chúng ta chỉ cần đi với nhau ở làng Hồng, ngồi ăn cơm với nhau ở làng Hồng, rửa chén, quét nhà ở làng Hồng là chúng ta tạo ra lịch sử, chúng ta tạo ra huyền thoại. Làng Hồng đã trở thành huyền thoại. Và tôi mong rằng tất cả quý vị ở đây đều tham dự vào trong cái huyền thoại đó. Đừng có đứng ngoài. Bằng bước chân, bằng hơi thở, bằng một người của mình, bằng cái động tác tu tập hàng ngày của mình, mình đóng góp, mình xây dựng cái huyền thoại đó cho chính bản thân và cho con cháu của mình trong tương lai.